chào tất cả các bạn nha. Rồi bây giờ là thi lại đợt 2 nha. Đợt đầu gió yếu quá không chấm được. Bây giờ dàn trận đó nè, chuẩn bị nè. 2 4 6 8 10 con. Giờ thi lại là 10 con nha. 2 4 6 8 10. Mười con à. Rồi có một thằng kia nó chưa ấy à, nó chưa ro kịp à. Ý, lẽ vậy? Một con. Tiếp, chuẩn bị. Lên luôn. Rồi, bấm lên. Lên. Còn 2 con nữa, lên luôn. Lên. Rồi. Rồi, trắng đen cuối cùng. Lên luôn. Rồi, một con ra đi. Bút bông. Rồi, con này sao rồi? Kéo lên. Rồi, cào dây điện rồi. Rồi. Con này là bay cao nhất rồi. Với lửa nữa. Con này bứt dây, chụp dây lại được à. Ờ, đừng có ro nữa, cho nó tầm dây đó thôi mới dễ chấm. Ờ dây đó mới dễ chấm á, ro xa quá khó chấm lắm. Bán diều anh thả diều coi hả. Chữ anh em vô anh thi hay gì đó. Bà Răng Thi, ông câm này thiệt tình. Dạ, dạ. Dạ, dạ.
sao đẹp ạ? À, con nào con nấy rồi bay ngon lành. Còn nhiều kia là không phải nha. Nhiều kia không phải, nhiều kia tám nãy giờ. Bên kia ông đó rồi, rồi giành giấy nhất. Ông giấy nhất á. 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 Ông giấy cường luôn á. Sáu bảy con à, chấm bốn giải. Ô, phải gió cắt lên á. Đợt này là thi đợt hai nha, đợt đầu là không biết đường chấm, gió yếu quá dây nữa. Rồi coi con nào lỗi. Đó, gió mạnh thế rồi đó. Chà, con này nhà ông cái hả? Dạ, dạ. Rồi, hai con này lỗi rồi. Con này lỗi luôn, không vô. Con nào nhất nhì đây? Con này phải cao dữ à. Dây lửa. Đang thu nhiều. Rồi bây giờ còn lại là 4 con.
trọng tài chọn con nào đây, không biết. 1, 2, 3, 4. Rồi còn lại 4 con nha. Điều này của chú Bảy nè. Hai con này không biết có ai, con này của thằng Đen nè. Quy, này của Quy. Con này bay cao rồi nha. Rồi, ngoài 4 con đó các bạn. Con nhào này là không phải nha, con nhào này là thả riêng xa lắm. Đó, bây giờ là 4 con nha. Đây, 4 con đây. Đó, 4 con này nha. Con giấy xanh hai màu hạng nhất hả? Rồi đâu. Cái này cái đầu chán luôn à, xong té xỉu chưa chưa cơm. Chết luôn. Nè, ro ra cho bằng nghe chứ, sao ro vậy? Đó, nãy đứng hả? Đứng chung dưới ngoài nè. Để xuất ra làm màu lần hai vậy. Ừ, tại anh kia nó hạ nó kéo vô đó, cho nên nó cục. Từ cho con kia lên đi. Rồi, chấm ơi. Con nào im chấm, đó. Chấm đi. Đi. Để chấm lại. Chấm chấm. Chấm. Bây giờ mấy ông chấm phụ tôi chứ tôi sao không biết hả? Quá con đó. Kéo nào. Kéo con xanh đó. Con xanh nhất hả? Con xanh. Chết con xanh vậy. Đây nha, đây nha. Con màu dứa. Màu dứa nhỉ. Ok. Con nào? Ơi, chấm năm nhỉ. Nãy em từ giấc lên người ta nãy bay cao sao em kêu? Con gì đúng không? Không có cãi, không có cãi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chấm vậy con chịu xuống á. Chắc tại nó phân vô, nó nặng gió nó phân vô. Vậy nặng gió phân vô đó, phân vô. Dẫn trộn em lên. Người ta dẫn trộn em lên. Xanh xanh nha. Con xanh là nhất là chắc cú. Ai dẫn trộn lên mà, tôi thấy trời gió lên mà. Nhất ơi. Ai dẫn trộn em lên mà, dịu em mấy hai con. Rồi, hết gió rồi, hết gió hạ rồi. Nhất em lấy xuống nha. Rồi, rồi. Nhất xuống đi. Nhất xuống đi, còn hai con. Chính xác. Chào, chào, chào. Nhất, đúng không? Còn hai con này á. Xanh nào chốt xanh đó hả? 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 Hả xuống dưới rồi không? Rồi. Con lá bít này là nhì. Con này là ba. Con này nhì nha. Con này ba. Con hai màu này là nhất. Hỏi xanh anh, trắng. Hỏi anh con này nãy nó bay đứng mình gió yếu thì nó không chấm, thì chờ nhiều khi lên nó mới chấm điều này cái gì. Mà cái con cái con lá mít, con lá mít này thấy dây gần nè. Thấy... Nhất rồi, nhất nhì ba. Có ngay luôn. Con trắng đen này là nhất. Con lá mít này là nhì. Con xanh cam này là ba. Rồi. Ba con. Ba giải. Con đỏ hồi nãy là tư. Rồi, con này là hạng tư. Có thấy không chứ? Con này là giải tư nha. Cánh này lả lên im từ đầu tới cuối luôn á. Nó nằm. Rồi, con này là giải nhất. Quá đẹp. Nó à. Nhỏ quá mừng luôn à. Rồi, video mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ nữa nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.